24 giờ khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, tác giả Luisa Picaritta. 4 giờ sáng, Chúa Giêsu trong tay quân dữ. Lạy Chúa Giêsu, sự sống rất ngọt ngào của con. Trong khi thiếp ngủ cạnh trái tim Chúa, thỉnh thoảng con thấy mình bị những chiếc gai xuyên thấu trái tim rất thánh của Chúa châm vào người, vì muốn tỉnh thức để được ở bên Chúa. Hay ít ra cũng ghi nhận được tất cả những thống khổ và để cảm thương Chúa, nên con nép sát hơn vào trái tim Chúa, và khi cảm nhận được những đau đớn của Chúa một cách khá rõ rệt, con liền thức dậy. Nhưng con thấy những gì, con nghe những gì, con muốn che giấu Chúa trong trái tim của con, để rồi được thay Chúa mà đón lấy trên mình con những đớn đau nhức nhối, những lăng mạ và sỉ nhục kinh tởm kia. Chỉ có tình yêu Chúa mới có thể chịu nổi những xúc phạm như thế. Lạy Chúa Giêsu, rất nhẫn nhục của con. Chúa còn chờ đợi gì từ những hạng người bất nhân như thế nữa? Lúc này con thấy người ta nhạo báng Chúa, họ nhổ đờm giải đặt sệt trên thánh nhang Chúa, che mất ánh sáng từ đôi mắt tuyệt đẹp của Chúa. Và Chúa dùng hai dòng nước mắt chảy ra vì ơn cứu độ chúng con để rửa sạch thứ nhơ bẩn kia khỏi đôi mắt của Chúa. Nhưng vì bọn ác tâm, dạ man không thể chịu nổi luồng ánh sáng từ ánh mắt của Chúa, nên một lần nữa là nhổ thêm đờm giải để che đi. Có kẻ còn hung hãn gây ác hơn nữa, cái miệng rất dịu hiền của Chúa la và nhổ vào thứ nước bọt hôi thối mà chính chúng cũng lợm tợm. Khi đờm giải chảy xuống, làm lộ ra phần nào dung mạo uy nghi và vẻ nhân hậu siêu nhiên của Chúa, khiến quân dữ rùng mình và cảm thấy khổ thẹn. Và để tự do, chúng liền lấy một miếng vải dơ nhớp bịt mắt Chúa lại để có thể thoải mái trước con người đáng kính thờ của Chúa. Thế rồi chúng đánh dã man, kéo lôi và dẫm đạp lên Chúa. Chúng liên hồi giáng những nắm đấm vào đầu và tạt vã lên mặt của Chúa, cào cấu Chúa và kéo giật tóc Chúa. Chúng hất Chúa nhào từ chỗ này đến chỗ kia. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của con, tâm hồn con không thể chịu nổi khi nhìn thấy Chúa đớn đau như ấy. Chúa muốn con chứng kiến tất cả trong khi con muốn bịt mắt lại để khỏi nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng đến độ trái tim như bị giật phăng khỏi lòng ngực. Nhưng tình yêu Chúa ép con phải chứng kiến những gì xảy ra với Chúa. Con thấy Chúa không hề hé môi, chẳng nói một lời nào để tự vệ. Chúa như một tấm vải trong tay quân dữ, chúng muốn làm gì tùy ý. Và khi thấy chúng nhảy sổ lên thân mình Chúa, con sợ Chúa có thể chết dưới bàn chân của chúng. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa và tất cả của con, trước những nhục hình của Chúa, con đau buồn quá độ đến nỗi muốn gào thật to để Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và các thiên thần trên trời có thể nghe thấu. Còn dưới trần gian, trước tiên con sẽ mời gọi hiền mẫu của Chúa và của con, rồi sau đó là tất cả các linh hồn yêu mến khắp bốn phương trời để lập một vòng trắng bao quanh Chúa, hầu ngăn cản quân dữ sức sược lăng mạ và hành hạ Chúa. Và cùng với Chúa, chúng con sẽ đền bồi vì mọi tội lỗi ban đêm của người ta, nhất là của các thừa tác viên xúc phạm đến con người nhiệm tích của Chúa, và cả tội lỗi của các linh hồn thức trong giữa những đêm tối thử thách. Nhưng lạy Chúa Giêsu, chịu sỉ nhục của con
Con thấy bọn lính bị mệt nhoài và say về nên đã muốn đi nghỉ. Trái tim hèn mọn của con âu sầu và tan nát trước mang vàng khổ thống của Chúa. Chúa không dám ở lại một mình, nhưng cần thêm một người nữa để ở với Chúa. Ôi từ mẫu rất nhân hiền của con, chớ vì mẹ là người thân cận không bao giờ xa con. Con nắm chặt và hôn kính lòng bàn tay của Chúa, và Chúa thông ban sức mạnh cho con qua phép lành của Chúa. Chúa Giêsu ôm choàng cả hai mẹ con, rồi cho tựa đầu vào trái tim của người để an ủi. Lạy Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ, con hôn kính và chúc tụng Chúa, rồi cùng đi vào giấc ngủ tình yêu trong trái tim khả ái của Chúa. Kinh tạ ơn sau mỗi giờ. Lạy Chúa Giêsu khả ái, Chúa đã gọi con vào giờ khổ nạn này để được ở bên Chúa. Thì này con xin đến, con nghe hình như Chúa đang khẩn khoản, cầu nguyện đền bồi đau khổ và van nài bằng những lời cảm động và tha thiết cho phần rỗi các linh hồn. Con đã cố gắng theo Chúa trong mọi sự. Giờ đây con thấy có bổn phận phải thưa với lực Chúa lời cảm tạ và chúc tụng. Vâng, lạy Chúa Giêsu, con xin lặp lại ngàn vạn lần lời cảm tạ và chúc tụng vì tất cả những gì Chúa đã làm và đã chịu cho con và cho mọi người. Con xin cảm tạ và chúc tụng Chúa vì tất cả những giọt máu Chúa đã đổ ra, vì mọi hơi thở, nhịp tim, bước chân, lời nói và ánh mắt của Chúa, cũng như mọi đắng cay và xúc phạm của Chúa đã phải chịu. Lạy Chúa Giêsu, con muốn thưa rõ lời cảm tạ và chúc tụng Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa, xin đoái thương cho con được liên lỉ dâng lên Chúa lời cảm tạ và chúc tụng để ban tràn muôn để Chúa ban tràn muôn phúc lành và ân sủng xuống cho con và cho mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin dụ lòng thương ghì chặt con vào trái tim Chúa và dùng đôi tay thánh thiện của Chúa mà đánh dấu từng phân tử trong hữu thể của con bằng lời cha chúc lành cho con, để trong con chỉ còn vang ngân một bản thánh ca liên lỉ dâng kính Chúa. Lạy tình yêu ngọt ngào của con xin lưu lại trong trái tim Chúa. Con lo sợ phải ra khỏi đó, chẳng phải Chúa sẽ gìn giữ con hay sao? Trái tim Chúa và trái tim con mãi mãi sẽ đập đồng nhịp để con được Chúa thông ban sức sống. Chúa thông tình yêu cũng như sự kết hợp thấm thiết và không thể chia lìa với Chúa. Lạy Chúa Giêsu dịu hiền của con này xin vì lòng thương xót Chúa, nếu khi nào thấy con sắp rời Chúa, thì xin trái tim Chúa ở trong con hãy gia tăng nhịp đập đôi tay Chúa ghì con chặt vào trái tim Chúa. Đôi mắt Chúa đoái nhìn và bắn cho con những tia lửa, để khi cảm nghiệm được Chúa, con lập tức được cuốn hút trở về kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, xin dụ thương canh phòng kẻo con xúc phạm đến Chúa. Con này xin Chúa canh giữ con, xin ban cho con một nụ hôn, xin ẵm lấy con, chúc lành và cho con đôi tay thánh thiện của Chúa để Chúa cùng làm với con những việc con phải làm. Kinh cầu cho tôi tớ Chúa
Luisa Picarita được tôn phong chân phúc. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng con rằng khi cầu nguyện, chúng con hãy xin cho danh Cha hằng luôn cả sáng. Ý Cha được thể hiện ở khắp nơi và nước Cha mau trị đến giữa chúng con. Với ước nguyện tha thiết muốn cho nước tình yêu, công chính và bình an ấy được hiển trị, chúng con sắp mình nài xin Chúa tôn vinh tôi tớ Chúa Luisa Picarita, ái nữ thơ bé của Thánh Ý Chúa, người đã dùng kinh nguyện và đau khổ triền miên của mình mà cầu mong phần rỗi cho các linh hồn và nước Chúa hiện trị giữa trần gian. Theo tấm gương của Ngài để lại, chúng con cầu xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần phù trợ cho chúng con ở đời này được vui tươi ẵm lấy những thập giá, để rồi cùng được tôn vinh thánh danh Chúa và vào hưởng nước Thánh Ý Chúa. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.